Chiều 28 tháng 5, Văn Toản đá chính trong đội hình của Seoul Island và như thường lệ, anh được giao trọng trách săn lùng cơ hội bằng những pha bứt tốc và đi bóng lắt léo. Văn Toản đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Anh rất nổi bật với những pha chạy chỗ, bứt tốc trong hơn 60 phút trên sân, nhưng vẫn thiếu một chút gì đó sự điềm tĩnh, chính xác và cả may mắn để anh ghi dấu ấn trong trận. Phút 33, bóng được chuyển xuống cho Văn Toản, một hậu vệ Ahsan vấp bóng để tiền đạo Văn Toản lao xuống, nhưng ở tư thế chống trải, anh lại dứt điểm đi thiếu chính xác. 6 phút sau, Văn Toản dốc bóng bên cánh phải, anh vượt qua thủ môn Ahsan rồi chuyền vào như đặt để đồng đội dứt điểm. Cú đá đầu tiên bị hậu vệ đối thủ cản lại, đến cú đá thứ hai, thủ môn đội chủ nhà đã băng về kịp thời đấm bóng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Seoul.